Trước tiên là tôi chúc mừng học trò tôi có trận ra quân mà giành trọn 3 điểm để về kết quả trận đấu. Về cái thời tiết nắng như này thì không phải là riêng đội chúng tôi mà kể cả đội thành phố Hồ Chí Minh. Cái tính chất trận đấu nó cũng không được tốt về kể cả hai đội không cống hiến được nhiều về tình huống về chơi bóng ấy do thời tiết. Thì cái mà đội nào ý chí hơn thì đội ấy giành chiến thắng. Thì cái quan trọng nhất của chúng tôi thì từng trận đấu một thì chúng tôi luôn luôn là gì tập trung cao độ về bất kể cả những cái thời tiết hay là những cái đội bóng nào thì luôn luôn phải dạy là mình phải là làm quen. Đấy thì cái vận hành lối chơi cái trận đấu đầu tiên thì các em căng cứng. Thật ra trận đấu đầu tiên luôn luôn là khó khăn với toàn đội. Đấy, các em không làm chủ được trận đấu, cộng thêm là các em không phối hợp được, không dựa vào nhau chơi bóng được. Thì vấn đề cũng là cái thời tiết. Các em vào đây 3 ngày thì mưa mất 2 ngày. Ngày hôm qua đang mát, ngày hôm nay là nắng quá. Thì đối với một trận đấu như này mà mình có kết quả mà thắng thì đương nhiên thì cái cái may mắn của chúng tôi, nhưng quan trọng nhất là trong bóng đá thì không thể nói trước nữa là cái gì. Nếu mà may mắn mà mình có bàn thắng và có 3 điểm là cái quan trọng nhất.